Lệ rơi tên thật là Nguyễn Đức Hậu, sinh năm 1987, vốn là một nông dân trồng ổi ở Hải Dương. Sau khi nổi lên nhờ những ca khúc cover không giống ai, cuộc sống của Lệ rơi đã thay đổi rất nhiều sau đó. Thời điểm 2014, anh chàng tự quay những clip hát cover để giải sầu, tự đặt nghệ danh cho mình là ca sĩ Lệ rơi rồi đăng tải video trên mạng. Tại thời điểm mới nổi tiếng, Lệ rơi hay xuất hiện tại các game show, song không được thành công như mong đợi. Năm 2015, Lệ rơi nam tiến để phát triển sự nghiệp. Anh hợp tác mở công ty truyền thông giải trí, mở quán bún chả không những vậy lệ rơi còn nhờ dao kéo để tân trang diện mạo tham vọng chẳng những không thành lệ rơi còn ôm cả đống nợ khiến bản thân không khỏi suy sụp một thời gian dài sau đó lệ rơi quyết định trở về quê nhà tại hải dương anh trở lại thành người nông dân trồng ổi như xưa năm 2019, lệ rơi quyết định về quê xin làm công nhân ở công ty chuyên sản xuất đồ nhựa tính đến nay đã 10 năm trôi qua kể từ khi cái tên lệ rơi được biết đến lệ rơi của hiện tại là một người đàn ông trưởng thành chững chạc hơn rất nhiều không còn sống trong ánh hào quang nổi tiếng, không còn khiến mọi người chú ý, bàn tán về giọng hát, về cách dấn thân vào showbiz, anh trở về Hải Dương sống cuộc sống bình dị, nhẹ nhàng. Nhìn lại quãng thời gian từng nổi đình nổi đám với ý định dấn thân vào showbiz, Lệ Rơi cho rằng đó là khoảng thời gian lãng phí nhất cuộc đời. Lệ Rơi cũng cho biết vẫn đang độc thân. Gia đình mong anh sớm yên bề ra thất xong Lệ Rơi cho rằng mọi chuyện còn phụ thuộc vào chữ duyên chứ không thể cưỡng cầu. Nhiều khi tôi cũng muốn lắm mà chưa có người nào muốn chung đường với mình, Lệ Rơi chia sẻ lý do chưa lập gia đình.